Netizen Trung Quốc phát dồ khi bị Nhật Bản chen chân tham gia đầu tư tuyến đường sắt Bắc Nam Việt Nam. Vận tải đường bộ, ngành vận tải với chi phí đắt đỏ hiện nay đang chiếm giữ vị trí độc tôn, đã đẩy chi phí logistics của Việt Nam cao gấp đôi so với trung bình của khu vực và thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, làm tăng tiêu hao xăng dầu, gây mất cân đối vĩ mô và nguy cơ lạm phát. Sau rất nhiều tranh cãi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải cuối cùng cũng đã đi đến thống nhất lựa chọn nghiên cứu đường sắt cao tốc Bắc Nam với tốc độ khai thác tối đa là 180-225 km/h, chở cả hành khách và hàng hóa. Sau Ngân hàng Thế giới WB, tới Nhật Bản cũng bày tỏ sự quan tâm tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Các bên cùng cam kết sẽ tìm kiếm, kết nối doanh nghiệp để có thể tham gia dự án này của Việt Nam nếu được triển khai trong thời gian tới. Netizen Trung Quốc khơi lại chuyện cũ, cà khịa Việt Nam khinh thường Trung Quốc mà lựa chọn Nhật Bản. Chục năm qua vẫn chưa thoát khỏi đường sắt thế kỷ thứ 19. Mới đây, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với ông Yamada Takio, đại sứ đặc biệt toàn quyền tại Việt Nam, và ông Shimizu Akira, trưởng đại diện văn phòng cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản GICA tại Việt Nam. Tại buổi làm việc trên, ông Yamada Takio cho biết phía Nhật Bản rất quan tâm đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Về phía Bộ Giao thông Vận tải, ông Thắng mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản sẽ chia sẻ thông tin về các dự án đường sắt trên của Việt Nam tới các doanh nghiệp Nhật Bản, hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ cũng như cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản về vấn đề này. Ông Thắng nói, Nhật Bản là một trong những nước rất phát triển về lĩnh vực đường sắt. Việt Nam mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc xây dựng và khai thác hệ thống đường sắt. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng chia sẻ thêm, Việt Nam muốn đầu tư, xây dựng hệ thống đường sắt, áp dụng công nghệ tiên tiến, dễ dàng nâng cấp khi có đủ điều kiện. Trước đó, tại buổi làm việc với bà Caroline Trúc, Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và bà Caroline Trúc đã có những chia sẻ về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hai bên thống nhất sẽ phối hợp tìm kiếm các đối tác để cùng trao đổi chi tiết hơn về dự án này. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn phương án đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam theo phương án làm đường đôi. Khổ ray là 1.435 mm, tốc độ khai thác là 225 km/h, khai thác chung cả tàu khách và hàng. Tổng mức đầu tư của dự án này là khoảng 76 tỷ USD. Phương án này dự kiến sẽ được báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định trước khi chính thức trình Quốc hội cho ý kiến trong thời gian tới. Với đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Bộ đang tiến hành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài hơn 173 km đi qua các tỉnh thành Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 10 tỷ USD. Dự án được dự kiến kêu gọi đầu tư theo hình thức là hợp tác công tư BBB. Hiện Nhật Bản và WB là hai nhà tài trợ vốn vay OTA lớn nhất cho Việt Nam, với nhiều công trình giao thông lớn đã và đang triển khai. Lãnh đạo chính phủ đề nghị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam. Sáng ngày 22 tháng 7, tại buổi tiếp ông Maeda Tayashi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản GBIC, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam có thể theo tinh thần làm từng đoạn, dễ trước, khó sau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Việt Nam vừa quyết định mở thầu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, số lượng nhà thầu doanh nghiệp Trung Quốc muốn đổ vào đầu tư đã chiếm số lượng áp đảo. Các nhà đầu tư đến từ các nước láng giềng của Việt Nam vốn đã quan tâm sâu sắc đến dự án quan trọng bậc nhất này, thể hiện mong muốn tha thiết được tham gia thi công cao tốc Bắc Nam. Đông như quân nguyên là hình ảnh so sánh vui khi danh sách mở thầu vừa được công bố, thì nhà thầu Trung Quốc đã muốn tham gia làm dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chiếm phần lớn. Báo chí cùng netizen Trung Quốc ngay lập tức phản ứng khi nghe tin Nhật Bản muốn đầu tư cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Một bài viết trên trang 163.com với tiêu đề Việt Nam phát lệnh làm đường sắt cao tốc 400 tỷ, bỏ Trung Quốc chọn Nhật, thông xe toàn tuyến đến 2045. Đã được đăng tải vào tháng 8. Một tháng sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tác giả bài viết không quên khoe khoang thành tích của nước nhà và cà khịa Việt Nam.
Hiện tại, nước tôi có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, quãng đường vận hành của đường sắt cao tốc nước tôi đã vượt quá 40.000 km và sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Có thể nói, đường sắt cao tốc đã đưa Trung Quốc hướng tới một tương lai thịnh vượng hơn, là một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Việt Nam luôn gặp một số vấn đề trong việc phát triển kinh tế, nhưng từ năm 1986, Việt Nam bắt đầu noi gương cải cách mở cửa của nước tôi và đến nay đã đạt được một số kết quả. Thấy Trung Quốc làm đường sắt cao tốc cho thấy lợi ích kinh tế to lớn, Việt Nam cũng lên kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy nhiên, tuyến đường sắt này ngay từ đầu đã có rất nhiều khó khăn, trở ngại. Đường sắt Việt Nam từng giữ vai trò trụ cột trong hệ thống giao thông Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi công nghệ đường sắt các nước không ngừng cải tiến thì sự phát triển của giao thông vận tải đường sắt Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ. Ở mức của thế kỷ thứ 19, năm 2022, nhiều quốc gia đã bước vào kỷ nguyên đường sắt cao tốc và Việt Nam vẫn đang sử dụng đường sắt MET do thực dân Pháp để lại. Có thể nói, trình độ lạc hậu của đường sắt Việt Nam đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cả nước về mọi mặt, nhất là so với Trung Quốc, quốc gia có chiều dài đường sắt cao tốc lớn nhất trên thế giới, thì Việt Nam còn thua xa về mặt này. Vì vậy, chính phủ Việt Nam nhận thấy việc xây dựng đường sắt rất quan trọng đối với tương lai của đất nước, nên đã đưa dự án xây dựng đường sắt vào chương trình nghị sự. Tác giả bài viết cũng không quên khơi lại chuyện cũ, cho rằng Nhật Bản đi đầu trong công nghệ đường cao tốc, thế nhưng Trung Quốc mới là đất nước có tốc độ phát triển trong lĩnh vực này nhanh nhất. Trung Quốc cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ các nước khác cùng đi lên. Việt Nam lựa chọn Nhật Bản là một sai lầm. Và thực tế thì khi đưa ra ý tưởng cho đến tận hôm nay, dự án xây đường cao tốc vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, là một quốc gia nhỏ đang phát triển với nhiều vấn đề, việc bỏ ra một khoản đầu tư khổng lồ để xây dựng một tuyến đường sắt là không dễ dàng. Việt Nam loay hoay mãi mới chốt được phương án quy hoạch đường sắt 2021-2030, tức là dự kiến khởi công vào năm 2021, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2030. Sau khi quy hoạch được xác nhận, việc tiếp theo của Việt Nam phải làm là mời thầu toàn cầu. Xét cho cùng thì trình độ kỹ thuật của mình không đủ để làm một tuyến đường sắt khổng lồ nên chỉ có thể thuê ngoài. Đối với những quốc gia có khả năng xây dựng đường sắt, dự án này Việt Nam đơn giản chỉ là miếng mỡ trên cành ô liu đã lần lượt bị ném ra ngoài. Và nước ta tất nhiên là một trong số đó. Mọi người đều biết đến việc xây dựng đường sắt cao tốc cần đầu tư rất nhiều. Chi phí xây dựng đường sắt ở Trung Quốc là hơn 100 triệu nhân dân tệ mỗi km. Chi phí này tương đối nhỏ so với các nước Âu Mỹ. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị tận tâm với Việt Nam. Nhật Bản và Đức đang đấu thầu với Trung Quốc. Tuy nhiên, cuối cùng, Việt Nam đã không chọn Đức với công nghệ tốt nhất, cũng như loại bỏ Trung Quốc với tốc độ phát triển nhanh nhất và số km vận hành cao nhất, mà chọn Nhật Bản với giá đắt nhất và công nghệ tầm thường. Việt Nam giao dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam cho Nhật Bản chứ không giao cho Trung Quốc. Trước hết là coi thường sản xuất của Trung Quốc, cho rằng Nhật Bản là cha đẻ trong lĩnh vực xây dựng đường sắt cao tốc. Thứ hai, do tính toán chính trị, Việt Nam muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nhật Bản thông qua dự án này để được quốc gia phát triển ở châu Á này cho tị nạn. Cuối cùng, Nhật Bản hứa sẽ cung cấp các khoản vay lãi suất cho chính phủ Việt Nam để trang trải chi phí xây dựng đường sắt cao tốc. Đây cũng là điều hấp dẫn đối với Việt Nam. Hiện các tuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam đã được khởi công xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm 2030 theo tình hình kinh tế của Việt Nam và tốc độ xây dựng của Nhật Bản. Sớm nhất phải đến năm 2045 mới sửa xong đường sắt ở tất cả các vùng, tức là ý tưởng đường sắt do Việt Nam đề xuất năm 2000 sẽ mất nửa thế kỷ mới hoàn thành. Không biết Việt Nam có thấy được lợi ích mà sự hợp tác giữa Trung Quốc và Thái Lan mang lại hay không? Và ngược lại với tình thế lúng túng khi hợp tác với Nhật Bản, liệu có hối hận khi không hợp tác với Trung Quốc vào thời điểm đó hay không? Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Liệu rằng có nên lựa chọn nhà thầu Trung Quốc hay không? Hãy chia sẻ ngay cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé! Vâng, và video ngày hôm nay của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị yêu thích video, đừng quên tặng Ad một like, nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hay và mới nhất từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.